Đơn hàng 12 món của bạn Hồng Anh đến từ Cần Thơ. Đầu tiên là set 28 ticker lấp lánh size to. Tiếp theo là set 88 ticker gấu thỏ bét. Set 25 tấm ticker số lượng 2. Cuộn tem cảm ơn 500 miếng. Sổ là size A5 gấu dâu. Túi đựng bút tam giác. Hộp 100 ticker rời hoặc hình. Một lóc đất nặng siêu nhẹ. Hộp 4 cây bút tulip số lượng 2. Và cuối cùng là set làm móc khóa DIY số lượng 2. Liam cảm ơn bạn Hồng Anh đến từ Cần Thơ đã ủng hộ shop Liam nha. Tổng đơn 288k cả ship.